đi đầu thú vì đã từng giết tao. Mày đã từng giết tao, mày phải trả giá cho thằng này. Được, mày cứ che giấu tội ác của mày đi, tao sẽ báo oán. Báo oán tất cả những người thân của mày. Ngày nào mày còn ở trong căn nhà này, tất cả những người thân của mày sẽ không được yên ổn với tao. Mày cứ che giấu đi, mày phải trả giá. Mày phải trả giá. Sao mình lại nằm dưới đất? Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mày cứ che giấu tội ác của mày, tao sẽ báo oán. Báo oán tất cả những người thân của mày. Tại sao mày ám tao hoài vậy Niên? Tại sao mày không buông tha cho tao? Mình phải rời khỏi nơi này. Mình không thể đi đầu thú được. Mình không thể nào vào tù một lần nữa. Mình không thể nào thú nhận với mọi người là mình giết Niên. Không thể nào. Sẽ không ai coi mình ra gì hết. Không thể nào. Không thể nào. Ok, anh biết rồi. À, cảm ơn em. Tao nghe nè. Sáng nay Trúc Trà xuất viện, tao đưa má với Trúc Trà về chung cư nên không tới công ty được. Nên mày giải quyết công việc ở công ty cho tao nha. Ủa Trúc Trà ổn chưa, bảo bác sĩ cho về vậy? Cũng tạm ổn rồi, nhưng mà tinh thần còn yếu lắm. Bác sĩ nói là bây giờ về nhà phải quan tâm chăm sóc thật nhiều thì mới ổn lại được. Ừ, thôi mày lo cho Trúc Trà đi, mọi việc công ty để tao, xong chiều tao chạy qua. Cảm ơn mày. Anh Hiểu ơi, anh về với em liền đi. Em không dám ở nhà một mình đâu. Anh về liền với em nha. Anh đang bận công ty nhiều việc quá.
Em không cần biết anh bận cái gì hết. Anh bỏ hết đi, anh quay về với em liền đi. Đi về liền đi mà. Anh đang bận thiệt mà, xong gì anh về liền. Bận, lúc nào anh cũng bận hết. Thật ra là anh muốn tránh mặt em, vì em không còn xứng đáng với anh nữa đúng không? Bỏ rơi tôi rồi, không ai còn cần tôi nữa. Mọi người bỏ mặc tôi với nỗi sợ hãi như thế này. Mặc cho oan hồn cứ trêu chọc tôi hàng đêm. Sợ lắm. Tôi rất cần một người ở bên cạnh tôi lúc này. Tôi sợ lắm. Ôi. Ngồi ngoài này nghỉ đỡ đi con. Má cho con vô phòng đi. À thôi cũng được, đi vô. Nằm xuống nghỉ ngơi đi con. Má không nói đi má. Tụi con ở đây cũng được đó. Dạ. Thuê hay là mua vậy con? Căn hộ này á là con thuê. Ờ. Tại trước đây khi làm công ty với Hiếu á, tụi con ở luôn công ty cho tiện. Bây giờ có vợ con rồi, cho nên con thuê căn hộ này. À, thì cứ vậy đi con, từ từ rồi mình tính sao. Dạ. Má. Ừ? Con má ở đây với Trúc Trà thiệt là con yên tâm lắm. Ừ. Má phải ở lại, phải nấu nướng cho nó, bồi dưỡng cho lại sức. Tội nghiệp, nhìn con nhỏ xanh xao mà má đứt ruột. Con cảm ơn má nhiều lắm. Trời ơi, mình là người một nhà, cảm ơn gì không biết nữa. Con cảm ơn má đã luôn thương yêu tụi con. Cảm ơn má đã luôn là chỗ dựa cho Trúc Trà. Tới Trúc Trà còn gọi con làm gì nữa. Anh chịu giác xác về nhà rồi sao? Có chuyện gì mà bắt anh về gấp vậy? Em biết công ty đang rất nhiều việc mà. Anh vì công việc, anh vì em gái của anh, anh vì má. Vậy có bao giờ anh vì em chưa? Hả? Em đứng hại thứ mấy trong cái nhà này, anh nói đi. Em, anh xin em đó. Nhà mình bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, em đừng có làm cho mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Phải, em lúc nào cũng là đứa gây rắc rối trong cái nhà này. Chỉ có con Trúc Trà mới là người đem lại hạnh phúc cho anh và má thôi. Em biết điều đó mà. Em, không phải mà. Buông em ra đi. Thôi mà, thôi mà, anh xin lỗi. Em, thôi mà. Được rồi, anh xin lỗi. Bà xã, đừng giận anh nữa nha. Nha.
Anh chở bà xã đi ăn gì đó nha. Chịu không? Em đưa chén cho anh. Em nè, thôi được rồi anh. Em, hôm nay mình chỉ ăn thôi nha, chứ anh không muốn bị tước bằng lái đâu. Em cũng đâu có hứng uống. À, anh tính để qua Tết công việc thoải mái một chút, hai vợ chồng mình đi đi Hàn Quốc chơi một chuyến nha. Đến lúc đó rồi hẳn tính đi, nói trước bớt không qua đâu. Em mất lòng tin với chồng mình như vậy sao? Ngay cả bản thân em còn không tin em nữa mà. Nó sẽ không tin ai đâu. Biết tới khi nào mới lấy lại sự tự tin của một Chiêu Dương mạnh mẽ bản lĩnh như trước đây? Người đó đã chết rồi, chết cách đây hơn 10 năm. Dạ con nghe má. À con, vợ con đâu rồi? Sao má gọi điện cho nó hoài nó không bắt máy? Dạ vợ con đang tắm má. Ờ, chút nữa nó tắm xong á, con nói với nó là má có gọi cho nó nha. Hôm rày má lu bu quá không gọi cho nó, má công nó trách. Ủa sao lại trách má? À, thì nó luôn ganh tị với Trúc Trà đó con. Nó cho rằng á là má thương con Trúc Trà hơn nó. Con cũng không biết tại sao mà Chiêu Dương cứ lại phải đố kỵ với Trúc Trà như vậy. Lẽ ra có thêm cô em gái ngoan hiền như vậy con phải vui mừng mới đúng chứ. Anh nói ai đố kỵ? Tôi không cần một đứa em ngoan hiền như vậy. Chính nó đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Nó vô nhà này cướp ba má của tôi, rồi nó lăm le cướp chồng của tôi. Bây giờ anh biểu tôi phải đối xử tốt với nó hay sao? Chiêu Dương, em kết tội Trúc Trà như vậy em không thấy mình quá đáng hay sao? Tôi nói gì sai? Lúc ba còn sống, ba chỉ biết có nó. Tới bây giờ má cũng vậy. Tất cả mọi người nghe nó bị chuyện gì là bỏ hết cả công việc, bỏ luôn cả tôi để chạy đến với nó. Sao em có thể trách má được? Trúc Trà chút xíu nữa là bị kẻ xấu hãm hại. Em có biết cái chuyện đó nó kinh khủng như thế nào với Trúc Trà không? Lương tâm em để đâu mà khi nhìn thấy người thân của mình gặp hoạn nạn, em đã không xót thương mà còn... Tôi là người vô lương tâm đó. Còn các người mới tràn đầy lòng nhân ái. Anh cảm thấy đau lòng khi người tình cũ của mình xém chút nữa bị làm nhục sao? Anh không nghĩ nhẫn tâm tới vậy. Nếu như bây giờ em gặp hoạn nạn rồi trong nhà này, trong gia đình này, tất cả mọi người đều làm ngơ quay lưng với em, em nghĩ sao? Gia đình này có ai quan tâm gì tới tôi nữa đâu. Tôi cảm thấy lạc lõng trong cái gia đình này. Tôi chán ghét mọi người, tôi chán ghét cả anh. Anh xin lỗi. Cái thời gian em đi tù, em nói với anh với má cái gì? Em nhớ không? Em khỏe không? Dạ. Con, má, cảm ơn má đã đến thăm con.
Đây là kết quả xét nghiệm ADN của má và em. Con xin lỗi đã âm thầm lấy mẫu tóc của má và chị Duyên đưa đi xét nghiệm. Kết quả chắc chắn hai người là mẹ con ruột của nhau. Khi má nhìn thấy chiếc khăn tay mà con đã cất giữ thì má đã nhận ra con chính là cô gái của má. Hai má con mình nhận ra nhau quá muộn màng phải không má? Bây giờ con lại vào trong này, con không thể chăm sóc cho má được rồi. Má mới là người đáng trách. Má đã từng nói những lời nặng nhẹ với con. Má mong con hãy tha thứ cho má. Con không trách hờn gì má. Có lẽ số phận con phải chịu nhiều cay đắng, phải trải qua nhiều thử thách thì ông trời mới cho con gặp lại ba má. Sau khi con gặp quá nhiều chuyện, con mới nhận ra rằng không có gì quan trọng bằng tình thân của một gia đình. Tiền tài chỉ là giấy, danh vọng rồi cũng sẽ mất đi. Dù có ở trên đỉnh vinh quang mà cô độc thì không có gì ý nghĩa hết. Mà không biết cô phạm tội gì và tòa kêu án bao nhiêu năm, nhưng má sẽ chờ con, chờ ngày con trở về. Má sẽ đón con trong vòng tay yêu thương của má về gia đình. Em nói với anh với má như vậy đó. Em nói em sẵn sàng từ bỏ hết tất cả để quay về với gia đình mình. Em nhớ mà phải không? Đó chính là quyết định ngu ngốc nhất đời tôi. Má. 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 Má sao vậy? Sao má khóc? Hai vợ chồng thằng Hiếu nó cãi nhau nữa. Má. Bộ vợ chồng anh Hiếu có chuyện gì nữa hả? Hai vợ chồng nó bất đồng quan điểm sống với nhau nhiều lắm. Đứa nào cũng nóng tính đó. Má lo sợ chụp cuộc hôn nhân của hai đứa nó. Má. Má hết lo cho vợ chồng con, rồi bây giờ lại lo cho vợ chồng anh Hiếu. Tôi còn thấy áy náy quá. Má già từng tuổi này, má đâu có cầu mong ăn ngon hay mặc đẹp hay là giàu sang gì. Miễn sao tụi con hạnh phúc là má vui rồi. Má. Thank you.
Má đây nè con. Trúc Trà, má nè con. Trúc Trà, con đừng sợ, sẽ không ai làm hại con đâu. Mọi người đang ở đây để bảo vệ con nè. Trúc Trà, má nè con. Trúc Trà, má nè con, má nè. Con đừng sợ, má nè, má luôn bên con, má không có bỏ con đâu. Má ở bên con đừng có sợ nữa. Tôi ở lại mà đi hết đi. Em dậy chưa? Anh nghĩ em hư đốn lắm sao mà giờ này chưa xuống giường nữa. Anh mời em đi uống cà phê được không? Anh đang ở đây hả? Đúng rồi. Anh đi công tác ở Kiên Giang, tiện thể anh ghé ngang qua đây. Ok, nhắn em địa chỉ đi, em tới liền. Ok. Trời ơi, Chiêu Dương hả? Anh có nhìn lầm người không? Anh làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Anh không ngờ sẽ gặp lại em. Anh mong gặp em đến như vậy sao? Anh đã từng nhìn em trong quá khứ như vậy, tiếc là em không nhận ra thôi. Nếu bây giờ em mới nhận ra thì có muộn không? Không, không bao giờ là quá muộn. Anh luôn chờ đợi em, chỉ cần em cho anh một cơ hội. Mời em ngồi. Dạ, cho em gửi menu ạ. Cho chị một ly đen đá ít đường. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Lâm Phong. Hả? Em muốn lên Sài Gòn chơi, anh đưa em đi được chứ? Được, được chứ. Đây đúng là một thành phố đáng sống. Thành phố này luôn chờ đón em. Làm việc và hưởng thụ,
đó mới chính là cuộc sống của mình. Đúng vậy, mình sống chỉ có một kiếp, chúng ta phải sống sao cho đáng. Em thèm khát một cuộc sống đầy máu lửa, một cuộc sống đầy thử thách. Có những nơi quá bình yên dễ làm cho con người ta nhục chí. Em chưa bao giờ bỏ rơi bản thân mình giống như lúc này. Năng lượng của tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm. Chiêu Dương à, đợi đến năm em 60 tuổi em sẽ làm được gì? Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bí mật. Em thích không? Sao anh biết em thích chiếc này vậy? Chỉ cần nhìn vào mắt em, anh sẽ biết. Em thích không? Đẹp quá à. Lâu lắm rồi em mới được chạm vào mấy trang sức quyền lực như vậy á. Chỉ cần em thích là được. Nhưng mà chiếc nhẫn này nhiều tiền quá. Em... À, không không, nó rất xứng đáng nằm trên bàn tay ngọc ngà của em. Chịu nói chuyện với ai hết, ngay cả má cũng vậy sao con? Thôi con không nói thì má nói cho con nghe nha. Con biết không, trong đời người ai cũng đã từng trải qua nhiều kiếp nạn. Có tai nạn khiến cho người ta phải mất mạng, có tai nạn khiến cho người ta phải đổ vỡ hôn nhân, có tai nạn người ta phải mất mát đi người thân. Con cứ coi như chuyện con vừa gặp phải như là một tai nạn vậy. Cố vươn lên mà sống. Tai nạn là điều không ai muốn, nhưng mà nó cứ ập đến thì mình phải đối diện thôi con à. Ủa? Dạ, thưa má, con mới lên rồi hả? Dạ. Công ty có việc nhiều con phải lên giải quyết, với lại con có ghé siêu thị mua ít đồ ăn cho má với vợ chồng Quý luôn. Con. Dạ. Con chắc là con với chị Dương không có chuyện gì chứ? Dạ không có gì đâu má, vợ chồng cãi giả mấy câu làm quề thôi. Má lo hết sức. Dạo này chị Dương nó trái tính trái nết lắm. Nó giống như là chứa thuốc nổ trong người nó vậy, ai đụng vô là tanh bành với nó. À, Trúc Trà ngủ hơi thức má. Em có nói chuyện gì với má không? Nó không nói chuyện với ai, ngay cả má cũng vậy. Con vô được không má? Con vô thăm em đi. Rồi sẵn á, con lựa lời khuyên bảo em nó bình tâm lại nha con. Dạ. Trà, anh nè. Ừ.
Anh biết em còn thức mà. Vậy nói chuyện với anh coi. Chà, định làm công chúa ngủ trong rừng giống trong chuyện cổ tích hả? Không có được đâu. Hoàng tử bây giờ cưỡi mô tô chứ không có bạch mã đâu mà cưỡi nha. Em có biết bây giờ em nằm đây như vậy mọi người rất lo cho em hay không? Chỉ cần em khỏe lại vui vẻ là cả nhà mình lại quay quần hạnh phúc bên nhau. Anh biết rất khó để đối diện với sự thật. Còn nhớ lúc anh đi tù, đến ngày bước ra khỏi cánh cổng đó, anh đã rất sợ. Anh không dám đối diện với sự thật anh từng là một thằng tù. Anh đã trốn chạy cả thế giới này, và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp em. Chính dùng đất trà đã cho anh sức sống mới, và chính em là người đã cho anh niềm tin tình yêu là có thật. Không ai có thể đứng trên đôi chân của người khác, mình phải đứng trên đôi chân của chính mình em à. Ma, để cho em nói nghỉ ngơi đi con, nó cũng cần có chút thời gian. Em đừng để những ẩn ức chất chứa trong lòng. Em suy nghĩ gì em nói hết ra đi. Anh, má và cả thằng Kỳ Quý nữa sẽ lắng nghe em mà. Biết Chiêu Dương ở nhà nó có ổn hay không. Tụi con lớn da đầu hết trơn rồi mà cứ để má suốt ngày phải lo lắng, con thấy con bất hiếu quá. Tụi con có lớn cấp mấy, có trưởng thành bao nhiêu thì vẫn nhỏ bé trong mắt của người mẹ. Với những đứa cứng cỏi thì khỏi cần lo, còn những đứa bất ổn sao má không lo cho được. Đúng ra từng tuổi này má phải được sống an yên bên con cháu. Nhìn thấy má gì con không chịu được. Má chỉ mong sao gia đình mình ai cũng mạnh khỏe, vui vẻ, sống yêu thương bên nhau, đừng có mâu thuẫn gây xào xáo gia đình là má vui rồi. Lam Phong. Em hỏi thiệt, mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi, em biết là anh yêu em rất nhiều. Bây giờ vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn như ngày nào, vẫn không hề thay đổi. Đó là lý do anh sống độc thân cho đến bây giờ hả? Em biết lý do mà. Anh không hề phủ nhận điều đó, là anh sống một mình. Tất cả là vì em. Anh đã có nhiều cơ hội để gần em, nhưng anh chưa bao giờ chạm vào người em. Tại sao vậy? Vì anh tôn thờ em. Em là nữ hoàng trong lòng anh. Anh ngưỡng mộ em và yêu em vô điều kiện. Anh không cần thể xác bên ngoài. Lam Phong, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã dành cho em một tình cảm rất đặc biệt. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em.
con nghe nè má. À, con, con cơm chưa vậy? À, con đã ăn mì rồi. Sao vậy con? Sao không chịu nấu cơm ăn? Ăn mì quá nhiều không có tốt đâu, nóng lắm đó. Con thấy no mà má. Con ở một mình có ổn không con? Con ổn mà má. Má đừng có lo. Nè, tối con ngủ con nhớ đóng cửa đóng nẻo cẩn thận nghe không con? Vài bữa má về. Con biết rồi. Dạ, vậy thôi nha má. Má em gọi, chưa biết là em ở Sài Gòn. Đêm nay em ở lại Sài Gòn chứ? Cũng còn tùy, để coi chủ nhân tiếp đãi nồng hậu đến mức nào. Tối rồi, lên ngủ đi con. Dạ. Má, tối má cứ vô phòng ngủ với Trúc Trà đi. Con ngủ ở ghế sofa là được rồi. Con vô ngủ với vợ con đi, má ngủ phòng khách cũng được mà. Đâu có được má. Con thanh niên mà, ngủ ở đâu cũng được. Má cứ vô phòng má ngủ với vợ con. À, con à, má nữa muốn ở đây chăm sóc cho Trúc Trà, nữa thì muốn về quê. Với lại ở đây má thấy ngại, sợ vợ chồng con sinh hoạt không có tiện cho lắm. Con à, con cũng nên gần gũi vợ mình để chăm sóc dạ nguội cho nó nha con. Má cũng biết đó. Bây giờ Trúc Trà đâu có chịu gần gũi con đâu. Cô ấy vẫn còn ám ảnh nhiều chuyện đó. Má biết vậy. Nhưng mà má, nếu má muốn về quê thì má cứ về đi. Con chăm sóc cho vợ con được mà. Để má thu xếp. Má cũng đang sốt ruột dưới đó lắm. Má lo cho chị Chiêu Dương đúng không? Romantic thật là đã quá anh. Quá đẹp. Romantic thật là tuyệt vời. Em đã về với nhà của mình. Em thích không? Thích chứ. Em sớm mình đi uống cà phê nha. Em ngủ ngon. Thôi anh về đi, chúc anh ngủ ngon. Mình đâu dễ để anh ta chạm vào. Khám phá rồi thì còn gì khát khao. Mình phải để cho anh ta chờ đợi. Xứng đáng có được những thứ này.
nhiều lắm. Sao con điều đụy dữ vậy? Ba ơi, con muốn về sống ở đây. Ở đây giờ đâu có ai con. Con sống với má, với chồng con, mọi người sẽ chăm sóc cho con. Khoảng thời gian tươi sáng nhất cuộc đời con là được sống bên cạnh ba. Chúng ta có những ngày tháng sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau trọn vẹn. Ba đi làm, con đi dạy, con nấu ăn cho ba. Ba còn hay đem về cho con những chậu hoa lan thiệt đẹp nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi con à. Con phải sống cho hiện tại. Nhưng mà hiện tại con không muốn sống nữa. Kìa con, con phải thoát ra khỏi cái dòng lẫn quẩn nội tâm đang đè nặng lên mình. Con không có lỗi gì trong cái chuyện này hết. Con yếu đuối quá phải không ba? Con thấy mình làm phiền tất cả mọi người. Ba không ở bên cạnh con được. Con phải cố lên. Ba sẽ luôn ủng hộ con. Ba, ba ơi, ba sẽ luôn dõi theo con. Ba, ba, ba ơi. Đừng đi ba ơi. Ba, ba ơi. Trúc Trà, má này con. Chuyện gì vậy con? Con vừa thấy ba, ba bỏ con đi rồi. Ba không bao giờ bỏ con đâu. Ba sẽ luôn bên cạnh con. Con ngủ tiếp đi nha. Ngủ đi con. Dương. Ờ, dạ. Chà, mua con đồ hay nhiều dữ vậy đó hả con? Ờ, dạ, dạ con. Chà, đồ tốt quá, chắc bộn tiền hả con? À, dạ con có chị bạn thân ở nước ngoài về, chị mua mấy này tặng con chứ con làm gì có tiền mà mua. Bạn con mua tặng con? Dạ. Bạn này chắc thân dữ à ha? Dạ. Cô qua đây mượn cái rựa về đặng chặt mấy cái cây. Cái rựa cô nó gãy rồi. Ừ, dạ con để cái rựa ở ngoài ghế đá. Để con ra lấy cho cô hai nha. Thôi khỏi đâu, để cô ra lấy, cô biết chỗ. Để cho mọi người thấy mình có nhiều đồ giá trị như vậy. Hai đứa ăn trước đi. Má có chừa lại đồ ăn. Chút nữa má đem vô cho Trúc Trà ăn sau. Dạ.
Con mời má ăn cơm. Trúc Trà có dấu hiệu trầm cảm nặng rồi. Ờ, anh Hiếu nè. Vậy thì có cần đưa Trúc Trà đi khám bác sĩ không? Cần chứ. Ngoài thuốc hỗ trợ ra thì bác sĩ người ta còn tư vấn tâm lý cho bệnh nhân nữa. Con vậy mới mau hết được. Con à, bệnh này có nguy hiểm không? Trầm cảm là căn bệnh chết người đó má. Không chủ quan được. Tại vì người bệnh lúc nào cũng ở trong trạng thái u uất, mặc cảm, tự kỷ. Lúc nào cũng thấy bản thân mình không còn quan trọng. Thậm chí là căm ghét bản thân tới mức mà tự sát luôn đó má. Trời ơi, nguy hiểm dữ vậy hả con? Dạ. Giới trẻ bây giờ mắc bệnh này nhiều lắm. Má cũng thấy đó. Mấy sao Hàn Quốc á, tự tử cũng vì căn bệnh này. Má, ngày mai má về quê á, chắc con phải thu xếp công việc để đưa Trúc Trà đi gặp bác sĩ liền. Phải rồi đó, đi liền nha. Còn nữa, má về quê vài ngày coi nhà cửa sao. Thứ nhất á, để cho con Chiêu Dương nó không cảm thấy là mọi người đang bỏ rơi nó. Má về dưới vài bữa rồi má lên liền. Dạ. Nhưng mà má, ngày mai con bận công việc quá, chắc con không đưa má về quê được. Chắc con đưa má ra bến xe thôi. Má đi một mình được mà con. Giả lại bữa nay đi xe giường nằm á, khỏe re à. Vậy để ăn cơm xong con chở má đi siêu thị, má mua gì má mua nha. Thôi con ơi, ở dưới quê á, cái gì cũng có hết trơn á, mua làm chi, sách nặng tay lắm. Vậy ông ấy để con đưa cho má cái phong bì nhẹ nhẹ, má cầm cho dễ hả má? Ờ, cái đó được đó. Tụi con cảm ơn má. Những ngày của má ở đây á, tụi con lúc nào cũng được ăn ngon hết. Má không mong gì hơn hết. Má chỉ mong sau gom tụi bay ở chung một nhà, rồi mỗi ngày má nấu cơm cho tụi con ăn. Vậy là má vui rồi. Dạ, dạ. Con cảm ơn má. Trả mạng lại cho tao. Bảo tụi
Chào chị. Chị qua đây để làm gì? Tôi qua đây nhìn rõ con người chị. Chị không còn là con người nữa. Cái gì? Tôi không phải là con người. Ý chị muốn nói gì hả? Mặt người, dạ sói. Đáng lý ra tôi đã qua đây nói chuyện từ lúc con Trúc Trà bị đánh kìa. Con người của chị, cần gì phải nói cho phí lời? Biết như vậy, sao hôm nay qua đây nói để làm gì? Chị có biết chị đã làm gì con gái tôi không? Chính vì chị mà nó sống dở chết dở. Chính vì chị mà nó sắp bị người ta cưỡng hiếp kìa. Cái gì? Con Trà bị ai hiếp? Trời, cái gì ghê quá vậy? Chị đã đẩy nó ra khỏi cái nhà này, cho người tiếp tay hãm hại nó. Chị có còn lương tâm không? Chị nói cái gì cũng được. Nếu mà đã như vậy rồi thì tụi nó cũng nên ly dị là vừa. Chứ về đây lại ô uế từ đường nhà tôi hết. Cũng may, cũng may ông trời còn thương con tôi. Con gái tôi đã được cứu kịp, nhưng tinh thần bây giờ vẫn còn hoảng loạn. Tôi hận chị, nhất định chị sẽ bị quả báo. Ông trời có mắt, tôi chóng mắt xem kết cục của chị như thế nào. Chị không cần phải rủa tôi, vì tôi có lý do riêng của mình. Mẹ, cái vụ này không ổn đâu nha mẹ. Mẹ phải kêu anh Quý chia tay con bà ta gấp đi. Ai mà chứa chấp cái người bị cưỡng hiếp như vậy mẹ, không có được đâu. Nha mẹ, con nói rồi đó. Cũng may là con nhỏ chưa bị gì. Thật ra mình đâu có ác tới mức độ như bà suy nghĩ. Mình chỉ muốn làm áp lực cho hai đứa nó ly dị thôi mà. Đến mở cửa cái. Vô đi. Nè, em đi đâu vậy? Em ngồi xuống đây đi, nghỉ chút rồi hả vô phòng. Em muốn vô phòng. Nghe là anh đi. Ngồi xuống đây nghỉ chút đi. Em nè, em đi khám á, cũng nghe bác sĩ nói rồi. Em cũng biết á, là mình đang mắc bệnh trầm cảm. Mà bệnh này á, gọi là tâm bệnh. Bác sĩ dặn em á, là phải sống vui vẻ, lúc nào cũng phải thoải mái. Nghe anh nè, đừng có tự nhốt mình trong phòng nữa. Nghe. À, anh có mua thuốc cho em luôn rồi nè. Tí nữa có gì em ăn xong á, rồi anh cho em uống thuốc. À, em thích ăn gì anh đi mua cho em ăn. Em muốn đi ngủ. Nè, nghe lời anh đi. Em phải ăn xong uống thuốc rồi sau đó mới được đi ngủ. Nghe. Chờ anh chút nha. Con nghe nè mẹ. Mẹ gọi đến 4-5 cuộc mà bay cũng không nghe máy. Bây giờ mẹ coi mẹ không ra gì rồi phải không Quý? Mẹ, tại lúc đó con đang chạy xe ngoài đường cho nên không có tiện nghe máy thôi. Mẹ nói cho bay nghe, về quê liền cho mẹ. Mẹ, con nói là con bận lắm. Mẹ nói cho bay biết, ngày mai là mẹ ký giấy bán 2 mẫu đất. Bay không về là mẹ ký giấy bán cho người ta luôn. Mẹ, sao mẹ bán đất? Mẹ cần tiền làm gì? Mẹ, mẹ. Trời ơi. Ủa. Mẹ nghĩ cái gì vậy trời? Sao lại bán đất? Ngó nhà, mẹ đi chợ chút. Mẹ, mua cho con 1 ký cóc với 1 ký ổi nha mẹ.
Có chữa đâu mà đòi ăn chua chứ. Mẹ này. Ờ, mẹ. Ủa? Anh. Tại sao mẹ bán đất vậy? Mẹ. Mẹ không nói vậy, Bay đâu chịu xuất đầu lộ diện. Vậy là mẹ lừa con. Mẹ đâu có điên bán đất để ăn. Vậy mục đích mẹ kêu con về đây là làm cái gì? Nhà tôi không thể để một đứa con dâu thân xác nhơ nhuốc bị người ta cưỡng hiếp bước vào trong ngôi nhà này được. Con nên ly dị nó liền đi, đã không biết đẻ còn mang tội tày trời nữa. Mẹ, ai nói với mẹ là vợ con bị cưỡng hiếp? Thì mẹ vợ Bay chứ ai. Qua đến đây chửi bới la lối ôm sùm, còn nói mẹ là nguyên nhân khiến cho vợ Bay bị cưỡng hiếp. Mẹ à, vợ con á chỉ suýt nữa bị người ta cưỡng hiếp thôi, cũng may là anh Hiếu tới kịp. Thì cũng như nhau thôi, thân thể mà để cho người đàn ông khác chạm vào thì còn lại cái gì nữa. Mẹ nói Bay phải ly dị liền, có nghe lời mẹ không hả? Mẹ à, con không muốn nói nhiều lần với mẹ nữa, con không có ly dị vợ con đâu. Con nè, tao nói mày ly dị mà mày không nghe, tao chết cho mày coi nè. Anh ly dị đi, anh còn có em à. Nè, ủa em đi đâu mà giờ này ở công viên vậy? Đi kiếm trai hả? Mẹ buông tôi ra mẹ đi. Chơi vậy nha, tôi xin mấy anh đó, mấy anh đừng có hại tôi mà. Nè, tôi la lên bây giờ đó. Ôi người ta, tôi la lên coi. La lên. Mình có nên cho mẹ biết sự thật này hay không? Là lỗi của anh, sao em lại nhận lỗi về mình vậy Trúc Trà? Con quyết định chống lại mẹ hả? Con mà không ly dị thì đừng bao giờ bước vào cái nhà này nữa. Mẹ, con cũng nói cho mẹ biết, đến chết con cũng không ly dị vợ con đâu. Nếu như mẹ cứ ép con hoài, là một, mẹ sẽ mất luôn con dâu ngoan hiền như Trúc Trà. Hai là mẹ sẽ mất luôn cả con đó. Con. Anh. Còn cô nữa, đi ra khỏi nhà tôi ngay đi. Tôi nhìn cô lâu lắm rồi đó. Còn đứa nữa hả? Đi. Mẹ. Cô mà còn bước vào nhà này nữa hả? Đừng có tách tôi. Đi. Trời đất ơi, con điên hả? Trời ơi, làm cái gì mà như ai nhập vậy hả? Quỷ thần nhập con rồi hả? Quỷ, con quay về đây. Mở ba, mở ba. Chị, mợ ba có thu mua xoài không vậy? Tạm thời tôi nghỉ một thời gian cho nên không có thu mua đâu chị. Kỳ này á, mợ ba nghỉ lâu quá, bà con không ai bán được cho mợ ba, tiếc quá. Tại gia đình tôi có việc, con gái tôi bị bệnh ở Sài Gòn á, cho nên tôi phải lên trển chăm nó. Ờ, vậy hả? Thôi tôi đi về nghe. Chị thông cảm nha. Nhớ rồi, nhắn cho bà con một tiếng giùm em nha chị. Tôi đi nghe. Dạ chị. Con, má định hầu rút ra cho đến khi nào nữa? Con nói gì kỳ vậy? Em con nó bệnh, phải chăm sóc cho nó, sao gọi là hầu? Nó có chồng nó lo, mắc mới gì má phải khổ thân như vậy? Con không có hình dung là Trúc Trà nó bệnh nặng ra sao đâu. Sau cú sốc đó, nó rơi vào căn bệnh trầm cảm,
Mà nghe nói bệnh đó rất là nguy hiểm đó con. Trầm cảm cái gì mà trầm cảm? Nó cố tình giả vờ như vậy để mọi người quan tâm yêu thương nó thôi. Cuộc đời của Trúc Trà nó trải qua như thế nào, có đáng gì so với những gì mà con trải qua? Không có đâu con. Đừng nói như vậy tội nghiệp em. Nó không có giả bộ gì hết, là nó bệnh thật đó. Má chỉ biết quan tâm nó. Má có quan tâm tới con không? Má quan tâm điều đến hai đứa. Nhưng mà hiện tại bây giờ em con nó đang gặp phải vấn đề, nó đang bệnh, cho nên nó cần má hơn. Vậy bây giờ má đợi con gặp chuyện má mới quan tâm tới con chứ gì? Con, ngay cả má rồi ngay cả chồng con, ai cũng dành cho nó sự yêu thương và sự quan tâm hết. Con thấy người dân đối xử với con còn tốt hơn so với những người tự xưng là gia đình của con đó. Trúc Trà. Trà. Trà ơi. Trà. Trà. Trúc Trà. Má có biết mỗi khi con ở nhà một mình có chuyện gì xảy ra với con không? Con ở trong căn nhà này thì có chuyện gì xảy ra được với con chứ? Nhà này có ma, ma nó cứ tới ám con hoài à. Má có biết không? Làm gì có cái chuyện đó con. Má về làm dâu ở đây mấy chục năm rồi, có thấy ma cỏ nào đâu. Má không tin con. Má nghĩ là con bịa chuyện chứ gì. Tại sao con Trúc Trà nói cái gì má cũng nghe mà con nói má không tin? Má không có nói là con bị chuyện. Nhưng mà... Nhưng gì má nghĩ là con mạnh mẽ, cho nên con sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện. Còn con Trúc Trà nó yếu đuối nên cần mọi người quan tâm đúng không? Con à, má đừng có nói gì nữa hết. Con nghe quen tai lắm rồi. Má có biết, con biết là những lúc con cần má, con cần chồng con ở bên cạnh, nhưng mà mọi người phớt lờ yêu cầu của con. Con à, má đừng có nói gì nữa hết. Má nghe nè Quý. Alo, má. Má ơi. Má, Trúc Trà tự tử rồi má. Con nói cái gì? Trời ơi, Trúc Trà nó tự tử. Dạ, dạ con cắt cổ tay tự tử. Má hốt ra nhiều lắm. Trời ơi, sao mà con nhỏ này nó dại quá vậy? Bây giờ nó sao rồi con? Con đưa vô bệnh viện rồi, bác sĩ đang cấp cứu, nhưng mà bác sĩ không cho vô. Má, con không biết phải làm sao, con gọi điện báo cho má biết liền. Trời ơi, có chuyện gì nữa vậy? Được rồi, má đi liền, má đi liền. Nè, con gọi cho Hiếu chưa? Kêu nó vô liền, vô chăm sóc cho Trúc Trà. Dạ. Chị coi đó, con Trúc Trà nó dạy chưa? Nó cắt cổ tay nó tự tử. Trời ơi, sao nó dạy vậy? Có gì thì nó nói. Sao nó từ bỏ mạng sống của mình chứ? Bây giờ nó đang bị bệnh trầm cảm, cho nên không làm chủ được bản thân. Con à, má lên Sài Gòn liền giờ đây. Má vừa mới về, bây giờ má lại đi nữa hả? Con thấy đó, má vừa đi là Trúc Trà xảy ra chuyện liền. Nó làm như vậy để gây sự chú ý cho mọi người thôi. Bày nói gì mà lạ vậy? Lấy mạng sống của mình để gây chú ý, chết chứ phải chuyện đùa đâu. Con nhỏ này nó nhiều trò, chuyện gì mà nó không dám làm. Bây giờ không chỉ chồng nó, má con, ngay cả chồng con cũng ở bên cạnh để chăm sóc cho nó. Nó đạt được mục đích rồi đó. Chiêu Dương, con càng ngày sống càng ích kỷ và hẹp hòi, lại du quan cho người khác nữa. Má hiểu Trúc Trà là người như thế nào mà. Vậy nếu con xấu xa như vậy, tại sao má không bỏ con đi luôn đi? Má bỏ con giống như ba má đã từng bỏ con lúc con còn bé đó. Má đi luôn đi. Má không đòi cô với con nữa. Má đi đi. Mà ba, má đi lúc này là đúng đó. Tính mạng con Trà đang nguy kịch, lo cho nó đi rồi mọi chuyện tính sau. Quý,
Trúc Trà sao rồi? Ai là người nhà của bệnh nhân Trúc Trà? Dạ, tôi. Cô ấy hiện tại đang mất rất nhiều máu. Chúng tôi cần phải truyền máu gấp để có thể giữ lại tính mạng. Nhưng nạn nhân có nhóm máu hiếm RH trừ. Bệnh viện hiện đang không có sẵn loại máu này. Chúng tôi đang liên hệ các bệnh viện khác để mua máu. Tôi có thể cho máu. Đây là nhóm máu hiếm, không thể nhận các nhóm máu thông thường được. Tôi biết, tôi có cùng nhóm máu với cô ấy. Tôi có thể cho máu. Vậy thì tốt quá, mời anh đi theo tôi. Dạ. Hiếu à, mày giúp Trúc Trà đi Hiếu. Yên tâm đi. Má mong con hãy bình tâm, suy nghĩ cho thật kỹ trước khi thốt ra lời. Em đi nghe chị hai. Ừ, lên trển coi tình hình nó sao rồi điện về liền cho chị nghe. Dạ. Bỏ rơi tôi, các người không cần tôi nữa thì tôi cũng không cần cái gia đình này. Ai cũng quan tâm tới nó so với những gì nó đã trải qua thì có bằng móng tay so với những gì mà tôi phải chịu đựng hay không? Lẹ lên coi, làm gì mà chậm chạp quá vậy? Lẹ lên, đi lẹ lên này á, đi, đi lên, đi lẹ lên, đi lên, đi chạm quá, con này lẹ lên đi, đi lên, nhanh lên, nhanh lên, chạm chạm lên, 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 lên sao? Đi lên, lẹ lên, thằng con này, lẹ lên, nhanh lên, bớt cái này thôi. Qua bên đó coi. Đâu? Không phải không? Đi, đi đi, đi nhanh lên. Cố lên, chị đi đi, em đi hết nổi rồi. Không được, chị đi đi, không được, nhà chết đó. Có đi thì hai chị em mình cùng đi. Nhanh lên không? Không thể là đi chết đi đó. Không, đi đi, không phải đi đi. Nhanh lên. Tụi nó kìa, chạy nhanh lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên, mày chạy, mày chạy, mày chạy nè, mày chạy, mày chạy, mày chạy, mày chạy, mày chạy nè, mày chạy, mày mày chạy nè, mày chạy, mày mày chạy, mày mày chạy, đánh cho mày chết luôn, mày đốt hả mày, mày chưa nè. Nè, làm gì vậy? Làm gì vậy?
im. Im đi. Mẹ lên đi. Mẹ đi. Mẹ đi. Xuống đi. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Tự nhiên đi. Dạng lên. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Những gì tôi phải chịu đựng, con tồi tệ gấp trăm lần nó, mấy người có biết không? Em sẽ khỏe lại thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Quý, Quý. Má. Trúc Trà sao rồi con? Vợ, vợ con đang truyền máu bên trong đó má. Trời ơi, còn thằng Hiếu đâu rồi? Nó tới chưa? Dạ Hiếu tới rồi. Cũng may là Hiếu cùng nhóm máu với vợ con, nên Hiếu đang cho máu vợ con bên trong á. Trời ơi, cầu trời không có chuyện gì xảy ra cho Trúc Trà. Má lo quá con ơi. Dạ. Lỗi cũng tại con, tại con đã để Trúc Trà một mình ở nhà. Cũng tại con biết vợ con bệnh như vậy, tại sao con để nó một mình vậy? Tại mẹ con muốn bán đất gấp, kêu con về quê. Lúc đó con chỉ tính là con về quê trong ngày rồi con lên thôi. Vậy mà nếu má biết vậy thì đi về quê làm gì? Bây giờ làm sao đây? Giờ chỉ biết cầu trời khẩn phần cho nó tai qua nạn khỏi thôi. À, Hiếu. Hiếu ơi. Tao sao, tao sao đâu. Má mới lên hả má? Thằng Quý đã gọi điện là má tức tốc lên đây liền. Hiếu, vợ, vợ em Trúc Trà tỉnh chưa? Trúc Trà thể trạng đã yếu, bây giờ lại mất máu quá nhiều nữa mà. Hy vọng con chó máu thì em đó, nó sẽ qua khỏi. Bác sĩ đang theo dõi, mình chỉ biết chờ thôi má. Qua lần này thì phải rút kinh nghiệm là cắt cử người bên cạnh nó, không để cho nó một mình nữa. Dạ. Cô, có chuyện gì mà cô bộ chị căng thẳng quá vậy? Tôi đang điên đầu cho đứa cháu đích tôn của cô đây nè. Chuyện gì nữa? Thằng Quý không biết nó ăn cái giống gì mà ngu dữ vậy, cứ đeo theo cái con đó miết à. Tôi làm hết cách rồi mà tụi nó không có buông nhau. Thì cũng tại chị thôi, chị cưng chiều tụi nó quá, cho nên tụi nó mới ương bướng vậy đó. Còn cái gì mà cãi cha mẹ leo lẻo à, đúng là con hư tại mẹ mà. Tôi có một mụn con hả, tôi không cưng chiều nó thì cưng chiều ai? Tôi cũng khổ tâm lắm cô. Chị làm sao chị làm, chứ nhà này không có người thờ tự hương khói cho ông bà lại chị mang tội dữ lắm đó nghe chị. Tôi về chuyện này mà áp lực lắm, tôi cũng đâu có muốn đóng vai ác làm gì. Phải chị còn Trúc Trà nó đồng ý ly dị thằng Quý thì đâu có chuyện gì để nói. Ủa thì chị phải nghĩ ra cách, phải cứng hơn với thằng Quý. Chị phải nói ngày nói đêm, làm sao để cho nó hiểu bổn phận trách nhiệm của nó đối với dòng họ nhà này chứ. Khổ lắm, tôi nói hoài mà nó không có nghe thì làm gì bây giờ. Nè, tôi nói cho chị biết, nếu như thằng Quý không sanh được cháu nội để nối dõi tông đường thì mẹ con chị đừng có ở cái nhà từ đường này nữa. Để cho mấy cô nó về đây ở, cháu ngoại cũng thắp nhang cho ông bà được mà. Còn chờ cháu nội của chị tôi thấy khó quá à. Cô nói gì lạ vậy? Ba thằng Quý là con trai một trong gia đình này, ổng thừa kế, giờ để lại cho cháu đích tôn là thằng Quý. Tại sao mẹ con tôi không được ở trong căn nhà này? Nè, tôi hỏi chị nè, lỡ như thằng Quý nó cũng không có con được luôn thì cái nhà này để cho ai? Chẳng lẽ bán cho người dân? Chi bằng để con của tôi, để con chị hai chị Tư qua đây ở.
Cháu ngoại cũng biết thắp nhang mà. Cô thiệt là quá đáng. Chưa gì đã muốn bấn mẹ con tôi ra khỏi căn nhà này rồi. Tôi nói ít, chị hiểu nhiều. Nếu như không có cháu nội để nói dỗi tông đường thì cả cái dòng họ này sẽ bước qua đây đòi nhà, chứ không riêng gì tôi đâu. Trời ơi, có nguy cơ là thằng Quý không được thừa kế căn nhà này sao? Nhà từ đường này lớn lắm. Quý ơi là Quý, mày có thấy vấn đề này nghiêm trọng chưa? Con nghe nè mẹ. Về nhà đi con. Thôi, con trai của mẹ đuổi con đi, con về làm gì nữa? Con về đi, rồi mình bàn, tìm cách mình giải thể cái đám này. Thôi, lỡ con về anh đánh con sao? Thôi con sợ lắm, con không dám về đâu. Về đi, mẹ đảm bảo nó không có dám đánh con đâu. Mẹ hứa nha. Nhưng mà mẹ, con về á, mẹ cho con lãnh lương trước nha. Tại vì á, nhà con bị kẹt đó nha mẹ nha. Được rồi, về đi rồi mẹ tính. Dạ con biết rồi, nhưng mà con ở hơi xa một chút, tầm 2 tiếng con về nha mẹ. Nha mẹ, con chào mẹ. Dạ. Có tiền, tao sắp có tiền rồi mày ơi. Công nhận á, mày gù được bà già này hay quá ha. Ăn ở không mà cũng được, sướng vãi. Có gì đâu, mày á hả, chỉ cần ngọt ngào với bà, vuốt ve bà, chiều chuộng bà là bà chiều mày liền à. À, coi bộ cái mỏ này cũng khai thác được lâu quá ha. Chứ sao, mà tao nói mày nghe nè, vàng của bà tao đổi thành vàng giả luôn rồi. Mà bà nha, còn cuốn sổ đỏ nữa. Nè ha, tao lấy tao chôm rồi tao đưa cho mày, mày làm sổ giả rồi mày đem đi cầm nha. Được không? Ok. Má. Con. Má với Quý ăn bánh mì đỡ nha. Con chạy về công ty giải quyết công việc, có gì chiều con ghé mua cơm. Cảm ơn anh. Má không muốn ăn chút nào. Má à, má cũng ráng ăn đi má, chứ giờ mình phải cầm cự để lo cho chú Trà nữa. Mày cứ ở đây tập trung lo cho Trúc Trà đi, công việc ở công ty cứ để tao giải quyết. Con, một mình con cán đáng hết việc không đó? Con lo được mà, không sao đâu. À, cảm ơn má với anh Hiếu nhiều lắm. Ngay lúc này á, mà không có má với anh Hiếu giúp đỡ vợ chồng con thì con không biết làm sao nữa. Người trong nhà không à, ơn nghĩa chi không biết nữa. Nhưng má nói thiệt nha, má lo cho Trúc Trà 10 phần thì má lo cho Chiêu Dương hết 9 phần rồi. Dạo này nó làm sao đâu á, không hiểu sao nó nổi điên vô cớ, cứ như là nó chống lại cả thế giới này. Khủng hoảng tinh thần là một trong những nguyên nhân khiến cho Chiêu Dương nóng giận vô cớ. Nè má, con nghĩ là có lẽ con sẽ ép Chiêu Dương lên đây sống với con. Con làm việc hay không tính sao, nhưng mà bây giờ con cần có nhiều thời gian bên cạnh vợ con mà. Thì má cũng từng nói nó nhiều lần, khuyên nó lên đây sống với con, nhưng mà nó không có chịu. Để nó ở dưới quê thì nó không có hài lòng, cứ như là mình đang giam cầm nó vậy. Ờ, má, chờ khi vợ con tỉnh lại, má ở đây vài bữa để an ủi vợ con. Rồi sau đó má hẳn về quê lo cho chị Diêu Dương nha má. Thôi được rồi, má đừng có lo nữa, để con sắp xếp công việc con chạy về dưới liền. Có gì con nhờ con hai con nhà rồi con đưa Chiêu Dương lên đây luôn. Ờ, đúng rồi đó con, đưa Chiêu Dương lên đây đi, bỏ nó dưới quê một mình má không có yên tâm. Dạ. Thank you.
phải rời khỏi nơi này. Mình không còn cảm giác bình yên ở đây nữa. Mình đi rồi, oan hồn của thằng điên sẽ không thể hãm hại người thân của mình được. Nó không thèm nghe điện thoại của má. Chắc là chị Dương cô để máy trong nhà rồi cô chạy ra sân hay là ra sau vườn gì đó nên không hay thôi má. Má lo quá. Con mau mau thu xếp về dưới đi con. Dạ, để con tính. Thôi bây giờ con chạy về công ty nha má. Má nhân quý ở lại, khi nào Trúc Trà tỉnh nhớ báo cho con biết nha má. Đi đi con. Dạ. Nè con. Má, sao con làm chuyện dại dột như vậy chứ? Thôi không sao, chuyện đã qua rồi. Ông trời đã giữ lại mạng sống của con. Tất cả mọi chuyện đã qua đều không quan trọng nữa. Nín đi con. Giờ con đói bụng chưa? Má cho con uống miếng sữa nghe. Chiêu Dương. Anh tới rồi hả? Em đã quay trở lại. Anh đoán xem. Vậy là em đã quyết định rồi hả? Em không thể nào làm lại từ đầu được nữa.
Em muốn bước tiếp, nối những bước chân mà em đã từng đi về phía trước. Anh ủng hộ em, tình nguyện đứng phía sau để em tiến về phía trước. Anh ngồi đi. Bây giờ em muốn bắt đầu từ đâu? Nếu không có anh trên thành phố này, em đâu dám bước chân lên đây. Vậy thì anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ ở, rồi tới khi em thích nghi, muốn làm cái gì, tới đó tính sao ha. Em muốn về nhà anh có được không? Nhà của anh cũng là nhà của em. Vậy quyết định vậy nha. Anh đi vệ sinh một chút. Ông trời rốt cuộc đã có phụ lòng mình. Ông trời có phụ lòng mình. Yeah! 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 Hùng hả trời? Tôi nghe nè Hiếu. Trúc Trà tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Má đang trong đó với Trúc Trà đó. Họ chỉ cho một người vô. Vậy thì tốt quá rồi. Tao tranh thủ xong việc tôi chạy vô liền. Nơi đâu là nơi cho ta bình yên, nơi bóng tối hay nơi bình minh dẫn lối? Nơi đâu là nơi ta muốn quay về sau những u mê? Nhìn lại quanh ta chỉ còn nỗi cô đơn héo hon trên đường mòn. Ta như ngựa hoang lao đi trong tự do, vẫn đó vết thương in hằn đời cho. Ta muốn quên, ta muốn quên, quay về nơi đồng cỏ xanh. Ký ức vẽ lên tim niềm đau, chạy trốn quá khứ ta xa rời nhau. Đôi nông sâu giờ còn lại trong đầu là lời nguyện cầu cho ta quay về nơi ngập tràn chân ái, cho ta quay về nơi chẳng còn tăm tối, nước mắt sẽ lau khô bằng tiếng cười, những cam dỗ ấy tan theo mây trời. Chờ dần mình nhận ra đường về xa quá, đồng cỏ bao la giờ là soi đá, chỉ còn riêng ta. Ôm bao xót xa, trước mặt khung trời xanh đã khẽ. Trước mặt khung trời xanh đã khép lại. Nhưng mà em ở nhà của anh có bất tiện lắm không vậy? Không, không hề. Chỉ có mình anh ở nhà. Với lại người giúp việc chỉ đến phụ cuối tuần. Nhưng mà em nói trước là em không biết nấu ăn đâu đó nha. Về khoản này em đừng có lo, anh là đầu bếp số 1 mà. Chẳng lẽ suốt ngày anh ở nhà nấu ăn cho em ăn thôi hả? Thì những lúc anh không có ở nhà, em có thể ship đồ ăn trên mạng. Chỉ cần tích tắc là có đồ ăn ngon liền à. Cũng đúng ha. Lâm Phong à. Hả? Điều em cần bây giờ là một cái sim mới và một cái điện thoại mới, được không? Ok.
Má. Con. Má, giờ con tỉnh chưa má? Nó tỉnh rồi con, nhưng bây giờ nó sợ ở một mình lắm, nên má phải đợi nó ngủ xong má mới ra đây nè. Má, không biết là bác sĩ cho chuyển phòng chứ? Đang con ra kiếm phòng riêng cho vợ con. Cô y tá mới nói má xong nè, con ra đăng ký đi rồi chuyển phòng. Dạ. Má. Con. Dạ, Trúc Trà sao rồi má? Qua cơn nguy kịch rồi con, nhưng mà giờ còn lơ ngơ lắm, chờ thời gian nó mới tỉnh táo hẳn. Vậy là tốt quá rồi má. Con chỉ sợ Trúc Trà mất nhiều máu quá, sợ không qua khỏi thôi. Cũng may là có con cho máu em. Bây giờ con lại lo chuyện khác má. Chuyện gì vậy con? Không biết chị Dương có chuyện gì không, mà con gọi cho cổ quá trời luôn mà con không nghe máy. Rồi bây giờ có khóa máy luôn rồi con không gọi được nữa. Sao kỳ vậy ta? Để má gọi thử thêm lần nữa. Sao nó lại khóa máy vậy? Con không biết là có khóa máy hay máy hết pin nữa. Chào mừng em, chủ nhân mới của căn nhà này. Em chỉ là kẻ ở trọ thôi mà. Nè, em đừng có nghĩ như vậy. Em cứ coi như đây là nhà của mình nha. Em ngồi đi. Nhà anh đẹp quá, em thích lắm. Đây, nó là của em. Cảm ơn anh nha. Cần gì cứ nói cho anh biết, đừng có ngại nha. Vậy chứ anh nghĩ bây giờ em còn biết nắm áo ai nữa chứ. À, chút nữa anh sẽ đưa em ra ngoài ngân hàng mở tài khoản đem chi tiêu nha. Trên đời này chỉ có một mình anh là đối xử tốt với em thôi đó. Em xứng đáng được nâng niu và chiều chuộng như một nữ hoàng. Anh đưa em vô phòng nghỉ ngơi rồi mình cùng đi ăn nha. Ừ. Đi em. Phòng đẹp quá. Căn phòng này dành cho khách. Thỉnh thoảng mẹ anh từ bên Mỹ về cũng ở đây. Em cảm ơn anh nha. Em nghĩ đi. Đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận. Mình làm được mà. Mình đã có được nàng. Dạ. Chút nữa con điện cho ông Quý á, nói nó mua khăn mặt mới cho má với Trúc Trà nha, với mấy cái đồ dùng cá nhân á cho Trúc Trà. Dạ con biết rồi. Má ngồi đi để con gọi cho nó. Rồi rồi, tao biết rồi. Bàn chải, khăn tắm, bình nước nóng. Rồi còn gì nữa không? Thì mày coi mấy cái đồ dùng cá nhân của Trúc Trà mày đem theo. Rồi 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 rồi, tao lấy thêm bánh đồ cho Trúc Trà rồi tao vô. Ừ. Vậy nha.
mình vô sinh. Nguyên nhân không có con là do mình, chứ không phải là do Trúc Trà. Nếu như mình thú nhận chuyện này với mẹ ngay từ đầu, thì Trúc Trà sẽ không hứng chịu áp lực bao nhiêu lâu nay. Mình phải nói chuyện này cho mẹ biết, nhất định phải nói cho mẹ biết. Con nè, má nghĩ con Chiêu Dương nó giận con với má về cái chuyện tập trung lo cho con Trúc Trà, cho nên nó không chịu nghe máy. Làm sao bây giờ con? Má lo quá. Nếu chỉ giận thôi thì con không lo má. Con chỉ lo Chiêu Dương đi xa hơn thôi. Ý con là gì? À, hay là con gọi về cho cô hai, nhờ cô hai chạy qua nhà coi Chiêu Dương có sao không nha má. À, trời, có gì mà má cũng quên nữa, gọi liền đi con. Dạ. Dạ, cô hai, con Võ Hiếu nè. Con nhờ cô hai chạy qua nhà coi Chiêu Dương có sao mà con với má con gọi hoài không được cô hai ơi. Dạ, Trúc Trà ổn rồi cô hai. Vậy cô hai qua nhà coi giùm con sao, rồi có gì cô hai gọi lại cho con nha cô hai. Dạ, dạ. Chắc sáng mai con sẽ chạy về dưới, có gì con chở Chiêu Dương lên đây luôn má. Đúng rồi đó con, như vậy thì má sẽ yên tâm hơn. Chỉ sợ lúc đó rồi vợ chồng Quý, vợ chồng con ở trên này hết, rồi ai ở với má dưới quê đây. Đừng có lo, má tự lo cho má được mà. Quan trọng là vợ chồng tụi con á, sống hạnh phúc bên nhau là má vui rồi. Con biết mà, dễ gì má chịu bỏ cái tự đường ở dưới quê lên đây ở với tụi con. Con nghĩ đi, má bỏ đi được không? Đi rồi ai lo nhang khói, rồi bàn thờ tổ tiên của ông bà, cho ba của con, cho ba con Trúc Trà. Dạ con nghe cô hai. Dạ, dạ dạ con biết rồi, con cảm ơn cô hai. Cô hai nói gì vậy con? Cô hai nói Chiêu Dương không có ở nhà, hình như là bỏ đi từ hôm qua tới giờ rồi má. Trời ơi, nó bỏ đi đâu chứ? Cái con nhỏ này. Má ơi, chắc con phải chạy về quê liền con sao má. Đúng rồi con, chạy về liền đi. Về tới nơi đồ điện cho má nha. Dạ dạ, con về tới con gọi cho má. Rồi rồi rồi, rồi. Đi đi con. Chiêu Dương ơi là Chiêu Dương, con bày ra cái trò gì nữa đây? Má. À, chuyện gì vậy con? Chị Dương bị gì vậy má? À, má không biết nữa. Từ hôm qua tới giờ gọi điện hoài mà nó không bắt máy. Cô hai qua bên nhà thì thấy đóng cổng á. Nó đi đâu rồi á? Tất cả là lỗi của con. Nếu má không lên đây lo cho con thì chị Dương đâu có giận đâu. Không phải như vậy đâu, con đừng có nghĩ lung tung. Con cảm thấy con làm phiền tất cả mọi người. Cô còn sống trên đời này để làm gì nữa chứ? Nè, đừng có nói như vậy. Chiêu Dương, anh đưa cho em 2 tỷ. Thẻ 2 tỷ lần hả? Ừ. Làm sao em trả nổi? Ờ, em đâu có nợ anh đâu mà phải trả. Ừ.
Chiêu Dương à, em cứ mua những món đồ em thích, anh sẽ đi chợ, tối nay mình sẽ ăn ở nhà. Vậy là tối nay em được thưởng thức tài nấu ăn của anh rồi đó. Yên tâm, không khác gì nhà hàng đâu nha. Cứ tin vậy đi, thử mới biết. Từ ngày tôi sinh nó ra tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nó dám chống lại tôi đó. Mẹ, anh Quý bị người ta xúi dục đó. Cái con nhỏ đó, nhìn bề ngoài thì hiền lành, mà nó ghê gớm thiệt, có thể điều khiển được con trai của tôi. À, còn có cách khiến chị ta bỏ anh Quý rồi mẹ. Cách gì? Chơi ngải. Ngải? Là bùa chú. Dạ đúng rồi. Còn có biết một ông thầy ở Năm Căn, trời ơi bùa của ông linh nghiệm lắm. Chỉ cần mình tốn một ít tiền thôi. Bao nhiêu cũng được, miễn sao làm cho nó ly dị là tôi làm. Được, để con đặt lịch ông thầy. Ông thầy này ông nổi tiếng quá, cho nên là lịch của ông rất là kín mít. Mình mà ông đặt trước hả, là lịch của ông dài luôn đó mẹ. Nha. Nhưng mà làm như vậy có ảnh hưởng gì tới thằng Quý hay không? Không, cái này là mình muốn hại bà Trúc Trà, liên quan gì tới anh Quý đâu mẹ. Vì tôi chưa bao giờ dính tới chuyện này, cho nên tôi hơi lo. Con cũng vì tổ tiên dòng họ nhà mình mà làm chuyện này thôi, tâm con cũng không muốn như vậy đâu. Mẹ, mẹ đừng có lo. Ông thầy này hả, nghe đồn là ông linh thiêng lắm. Mình mà xin được bùa của ổng là hiệu nghiệm ngay. Thiệt. Được, vậy cô hẹn ngày đi. Tôi muốn chuyện này càng sớm càng tốt, vì thằng Quý phải lấy vợ sinh con nữa. Nè mẹ, đừng nói với con á là mẹ gả anh Quý cho con nha. Cô á thì tôi phải suy nghĩ lại. Tôi thuê cô về đây là để đẻ, còn làm dâu tôi hả thì phải xét lại nữa. Trời ơi, con biết mà, con nói giỡn thôi, chứ con nào dám mơ tưởng làm con dâu của mẹ đâu. Con chỉ cần đẻ cho mẹ một đứa cháu, xong con lấy 500 triệu là con biến liền hà.